Nghe vợ nói nằm ngủ chút xíu, chồng mở cửa kiểm tra thì tá hỏa, tưởng đã đăng xuất. Theo đó, lúc này vào khoảng 9 rưỡi đêm, người chồng sau khi ra ngoài trở về thì thấy cửa phòng đã chốt trong. Sau khi gọi mãi không thấy hồi âm, người đàn ông mở cửa sổ ra xem thì phát hiện vợ mình đang nằm ngủ say li bì ở trên giường. Nghĩ bụng vợ mình chỉ đang ngủ, thế nhưng gọi mãi vẫn không thấy hồi âm. Thậm chí sau khi dùng cây móc treo áo quần để đánh thức nhưng vẫn không thấy vợ cử động, người đàn ông tái mặt tưởng có chuyện gì đang xảy ra. Theo như chủ nhân của đoạn clip chia sẻ, chính xác là người phụ nữ ấy đang nằm ngủ chứ chẳng phải đã đăng xuất như nhiều người lo lắng. Thế nhưng mà nằm ngủ không biết trời không biết đất của cô gái đã làm người thân của mình tím tái mặt mày. Trong khi đó, cộng đồng mạng sau khi xem xong video cũng phải phi cười mà để lại những bình luận. Bà chị kêu nằm ngủ có chút xíu thôi và cái kết. Bay ơi, bay. Công nhận bà ngủ say thật, khiêng qua Lào chắc cũng không biết luôn. Đây là hình ảnh của tôi khi nghe chủ trọ thông báo thu tiền phòng. Còn nếu có người gọi đi ăn thì tự động bật dậy luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.